Cô này hót đâu cái rốt kia cô đéo thấy cô mà rốt rốt biết cái khói chạy luôn. Chơi trong kiến hắn bảo hắn bảo mẹ hắn làm dâu nè. Nhìn thua ở cái chuyện đấy nữa thì rất phân tâm. Thôi đấy mình bảo hắn giống em. Hắn bảo hắn đuổi. Mình thôi mình đi xuống cái chỗ dưới này. Cơm mai cơm vừa đến đây, quát. Rồi sao bảo bác em bảo anh em bọn em bảo thằng mẹ lâu không thằng mẹ không nên bảo nó học được hết đâu một hoàn tất luôn. Cũng phần quà trên rồi, phải lấy cho bác đi.
tí nữa. Cho tí nữa. Hôm nào tôi ấy tôi bắt mẹ ăn không? Mai ông cho trả đâu cho tôi cho mẹ ăn thoát mà thằng Sơn. Hai con ngựa lên. Bất đắc dĩ lắm mình phải cậy. Giá thì chắc lắm. Nên nó không có gió tóc từ dưới lên. Mãi không thì nó còn có cái từ dưới được từ dưới hết lên đúng không? Dán này chắc lắm. Dán trực tiếp thế này thì còn gì có gió từ dưới hết lên. Tốt thì không tốt được. Mày không bao giờ xô được. Đây toàn lấy một nửa một loại, ông thừa cũng lấy quả như quả cầu. Đây cũng lấy được hai viên một hàng. Thì cũng ông thừa cũng lấy loại như quả cầu đấy. Gì? Lấy này đấy. Chúa thừa vẫn úp chứ. Giờ mình được đọc một đấy hàng. Được đọc một hàng. Đọc một đấy. Đọc một loại. Chờ nữa đọc một hàng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi đéo này. Dội nước vào. Đảo vỡ này, bơm nước vào anh thường thế này. Ô đây cây nấy, hãy nấy ở dưới lên nhé. Hả? Hàn. Dạ. Mẹ nấy ở cái chỗ đấy lên đấy nhé. Nó chặt tinh ở đây. Hả? Đây là đây mấy cái không được đấy cho theo mái rồi. À cái này nhỏ gì? Thank you.